Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với bài hướng dẫn tạo ra hệ thống menu và hiển thị hệ thống menu. Ở trong hệ thống menu thì chúng ta sẽ hiển thị các cái mục lựa chọn tạo khoản chi. Tiếp tục là hiển thị danh sách tạo ra khoản chi và tạo khoản lý thu. Tạo ra khoản thu, hiển thị danh sách khoản thu xóa khoản thu lưu thông tin vào file thoát chương trình và chúng ta hiển thị cái phần để cho người dùng là nhập các thông tin lựa chọn ví dụ là lựa chọn khoản chi thì nhắn vào số 1 lựa chọn khoản hiển thị danh sách chi thì nhắn vào số 2 lựa chọn xóa khoản chi nhắn vào số 3 và lựa chọn khoản thu thì chúng ta có thể là nhấn vào số 4 và người dùng có thể hiển thị lại sau khi đã xem được kết quả và nhập lại các cái lựa chọn và hiển thị các cái lựa chọn trở lại cho chương trình DFC Flawless kích mở lại dự án quản lý chi tiêu ở trong dự án thì chúng ta tiến hành là tạo ra cái hệ thống menu kích vào menu DFC thực hiện khai báo include menu h và ở trong này thì có thể là định nghĩa create menu và lúc này thì chúng ta có thể hiển thị các cái thông tin có liên quan tới menu trước hết sẽ hiển thị ra là các cái dòng để thực hiện là trang trí ở đây là cho phép chúng ta là trang trí cái hệ thống và tiếp tục là hiển thị và chúng ta có là program menu chương trình và có thể là trang trí một cái khoảng cách cho hợp lý để tạo ra cái phần hiển thị cho đẹp mắt và tiếp tục là hiển thị một quản lý chi À, tương tự như vậy thì chúng ta có thể là thực hiện copy để là tạo nhanh các cái nội dung. ở trong phần 1.1 là tạo khoản thu hoặc tạo khoản chi đây chúng ta sẽ có là 1.2 là Hiển thị danh sách 1.3 xóa khoảng chi ở trong phần 2 thì chúng ta sẽ xem xét là khoản thu 2.1 đây là tạo khoản thu cái này thì chúng ta có thể là trình bày và 2.2 đây là hiển thị danh sách và 2.3 xóa khoảng thô và 3 lưu thông lưu vào và bốn thoát chương trình để có thể là người dùng lựa chọn các cái thông tin này cho hợp lý thì chúng ta sẽ cắt vào và sẽ cung cấp cái tùy chọn để người dùng lựa chọn để mà người dùng biết được là lựa chọn khoảng nào cho hợp lý thì chúng ta có thể là mở ngoặc và ở đây thì sẽ đưa vào nhắn một nhắn hai nhấn 3 nhấn 4 nhấn 5 nhấn 6 nhấn 7 và nhấn không để kết thúc và có thể là xóa so bớt các cái khoảng để giúp là canh cái phần bên phải cho đều nhau thế đây chúng ta có thể là xóa so bớt các cái khoảng trắng và tiếp tục làm đây chúng ta có thể là xem xét là cái định trả về để là trả về cái lựa chọn của người dùng và print f lựa chọn của bạn khai báo cái uh, choose và sử dụng sử dụng scan app để đọc giá trị cho choose đây thì chúng ta sẽ xem xét đó là đưa vào cái uh, địa chỉ của choose sau khi là đọc các cái giá trị của choose thì chúng ta sẽ là đổ cái dữ liệu ở trong cái bộ đệm nhập để giúp là cái quá trình đọc các cái dữ liệu sau này không bị lỗi và khi cỡ đã có được cái dữ liệu choose thì chúng ta có thể return trở về choose để có thể là gọi được thực hiện gọi thực hiện hàm create menu ở trong main thì chúng ta cần phải là khai báo prototype ở trong menu .h chuyển vào cái menu .h thì chúng ta sẽ đưa vào và nhấn chấm phẩy thì các bạn lưu ý là khai báo prototype ở trong mini.net sẽ giúp có thể gọi thực hiện ở trong main và kích mở file main gọi thực hiện create menu kích vào sql lựa chọn combine engine để thực hiện chương trình và lúc này chúng ta có các cái thông tin của hàm này đang bị lỗi là không tìm kiếm ra được ở các cái nội dung thì chúng ta xem xét lại cái phần là khai báo include cho phần là menu .s thì chúng ta sẽ bổ sung cái phần định nghĩa cho cái menu .s vào và tiếp tục là đưa vào và khi hiển thị được cái hệ thống menu thì chúng ta thấy là cái phần này ra khá lộn xộn và trong cái quá trình mà hiển thị thì chưa sử dụng xịt n để xuống dòng và quay về trở lại cái hệ thống hiển thị menu thì thêm cái xịt n vào đây là xịt n xịt n xịt n và kích vào chạy lại chương trình để kiểm tra lại kết quả Thì rõ ràng là hệ thống menu cũng tương đối và chúng ta có thể là nhập các thông tin ví dụ là nhập tạo quản trị là nhập một và nhấn enter tuy nhiên là khi nhập và chúng ta cần phải là thực hiện lặp lại cái hệ thống menu để đảm bảo được là người dùng có các cái lựa chọn tiếp theo sau khi thực hiện xong thì ở trong cái main thì chúng ta có thể là sử dụng vòng lặp để lập đi lặp lại cái hệ thống menu. Và trong này thì chúng ta có thể là do và định nghĩa một biến để nhận dữ liệu do người dùng là lựa chọn ở trong cái hệ thống menu thì đây là choose và sau đó why choose khác không tức là người dùng lựa chọn một cái giá trị khác không nếu là bằng không thì chúng ta kết thúc chương trình và khi là bằng không thì sẽ hiển thị ra cái nội dung ở xịt nờ đó là cảm ơn bạn đã sử dụng chương trình và bổ sung chấm phẩy để có thể là hiển thị lại cái hệ thống menu một cách rõ ràng thì chúng ta cũng cần phải là xóa các cái thông tin ở được hiển thị ở trong cái cửa sổ console thì các bạn sử dụng hàm đó là system dos clearing và kích vào lựa chọn Combine để thực hiện chương trình và nhấn vào một nhấn Enter thì chương trình sẽ lại xóa các nội dung cũ và hiển thị lại nội dung mới nhấn hai nhấn Enter nhấn ba nhấn Enter và nhấn không là thoát chương trình tuy nhiên khi hiển thị lại chương trình một cách rất là đột ngột và chúng ta sẽ hỏi người dùng là cần nhập một phím bất kỳ để có thể là tiếp tục chương trình và hiển thị ra cái dòng đó là signal signal press tức là nhấn phím bất kỳ để tiếp tục và đưa vào cái hàm xử lý get ch là khi người dùng nhắm vào phím bất kỳ thì chúng ta mới thực hiện lệnh là clear string để xóa các cái nội dung cũ kích vào sql để thực hiện lại chương trình và lúc này người dùng lựa chọn một và hệ thống sẽ hỏi là nhắn phím bất kỳ để tiếp tục người dùng nhắn phím bất kỳ để xóa nội dung cũ và yêu cầu là nhắn phím bất kỳ để tiếp tục và nhắn 6 nhắn enter thì nhắn phím bất kỳ để tiếp tục như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học tiếp theo xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn